Chào chị. Sáng gì mới gặp chị luôn á. Ủa sáng này không thấy ai đâu. Nó trễ đúng không? Đi trễ xíu. Không. Chủ nhật anh chị mới phát. Dạ. Dễ thương quá trời luôn kìa. Này thấy chị Loan livestream bán hàng đỉnh quá trời luôn. Lanh quá trời lanh luôn trời. Dạ. Bị hết luôn chị. Dạ là đầu tiên cho phép hảo nhân mến chào toàn thể cô chú bác đang quan tâm và yêu mến chị Hồng Loan trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ thì buổi trưa ngày hôm nay thì chị Hồng Loan đang livestream bên trong cả nhà. Và cũng như là xe bưu điện cũng vừa đến luôn. Thì hảo nhân sẽ quay và chia sẻ cho cả nhà mình xem buổi trưa ngày hôm nay chị Hồng Loan giao hàng nhiều nào nha cả nhà. Đây, chị Bum Bum bên trong và cũng như là đang hướng dẫn cho mọi người giao hàng nha cả nhà. Hello chị Thảo. Này nó muốn gì chị? Hả? Hello chị. Tại chị Loan đang bên trong nè cả nhà. Chào chị. Sáng gì mới gặp chị luôn á. Ủa sáng này không thấy ai đâu. Nó trễ đúng không? Đi thì trễ xíu. Không. Chủ nhật anh chị mới phát. Dạ. Dễ thương quá trời luôn kìa. Này thấy chị Loan livestream bán hàng đỉnh quá trời luôn. Lanh quá trời lanh luôn trời. Dạ. Bị hết luôn chị. Dạ. Bị có một tiếng à. Bị có một tiếng à. Dạ. 15 phút. 15 phút. Rồi mừng. Đây, sáng nay thì chị Loan cũng chia sẻ rất là vui cả nhà. Em nhắn tin điện thoại các thanh niên khác hỏi nó có bị vấn đề gì không, cho nên là nó vừa mấy niệm cũng kia là cũng có bị trục trặc, có bị lỗi. Chị Loan cũng tâm sự là hết hồn luôn, tưởng đâu đói rồi. Rồi đó. Facebook mà bị trục trặc là không có like được. Đúng rồi. Mình cũng sợ chứ, Facebook mình xài mà là chuyện mạng xã hội cá nhân của mình mà nó bị trục trặc thì mình đâu có nghi ngờ. Đúng rồi. Đó, sau khi chị Hồng Loan livestream xong thì được khán giả mua hàng ủng hộ rất là nhiều. Hiện tại thì giờ bên trong mấy chị mấy cô đang đóng hàng rất là nhiều luôn nè. Mà đặc biệt nhất là tối là anh Hải của anh đi sang lay thì thắng lợi mua á. Ồ, tối anh Hải với anh sang lay là mấy ngàn, 3 ngàn mấy người xem luôn. Ồ. Phải nói rất là vui luôn ha. Mà tối lay. Đặc biệt nhất là anh sang anh có cái mũ tóc tóc giả rất là đẹp đáng. Ờ dễ thương ha. Tại sao có chị bé ơ nữa nha. À. Có chị bé ơ lay nữa. Bé buôn. Ờ chị buôn. Chị bơm bơm đang ăn kìa. Đây, buổi trưa giờ cũng trưa rồi, đang ăn trưa. Chị Loan thì cũng mới nói chuyện rất là vui luôn. Thôi để cho mấy chị ăn đi. Dạ thì
Hảo Nhân cũng mến chào đại gia đình, cô chú bác trong nước và cũng như ra ngoài nước đang yêu mến chị Hồng Loan. Dạ thì buổi trưa ngày hôm nay á, Hảo Nhân cũng có mặt tại nhà chị Hồng Loan này đó nha. Đó thì cũng quay được cảnh xe bưu điện để lấy hàng và cũng như là quay phía bên ngoài, cập nhật thông tin gửi đến quý cô chú anh chị mình. Hôm nay thì chị Hồng Loan cũng mới vừa live stream xong cả nhà, live trên trang Facebook. Vừa live trên trang Facebook xong thì lúc mà xe bưu điện đến nhập hàng á, thì Hảo Nhân cũng đi qua bên bển cũng như là quay xe bưu điện để mà chia sẻ cả nhà mình xem. Thì trong lúc đó thì cũng quay được chị Hồng Loan chia sẻ một chút xíu. Chị Hồng Loan cũng có tâm sự hồi tối này cũng nghe báo trang Facebook bị trục trặc. Nói chung là hồi tối là bị trục trặc toàn bộ hệ thống luôn cả nhà, cũng như là không ai đăng nhập vào. Dạ thì chị Hồng Loan cũng có chia sẻ cả nhà, thì nói Facebook mình dậy tưởng đâu đói rồi. Dạ thì thường thường là chị Hồng Loan livestream đa số là trên Facebook rất là nhiều cả nhà, cũng như là bán hàng tiếp cận với cô chú bác anh chị ở xa, đang yêu mến đến người con gái bé nhỏ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Dạ thì mọi người cô chú bác ở xa như trong nước ngoài nước đều xem được hết cả nhà, thì yêu mến thì mình mua hàng mình ủng hộ. Như hồi hổm Hậu Nhân rất là mừng cũng như rất là vui luôn, vì như thế nào cả nhà, được một chị gái ở bên nước ngoài cả nhà có nhắn tin với Hậu Nhân cũng như là gọi điện thoại nói chuyện với Hậu Nhân, nhờ Hậu Nhân giúp đỡ và cũng như là mua hàng giùm cho chị, tại vì chị ở bên nước ngoài nhưng người nhà của chị thì hiện tại thì đang ở Việt Nam cả nhà, cô mới gần đây thôi. Nhưng mà chị muốn Hậu Nhân hỏi giùm và liên hệ, tại vì đôi khi ở bên nước ngoài gọi về cả nhà thì cái số điện thoại của chị Hồng Loan đang cho như là 0819581987 á, thì đôi khi trong lúc chị đó gọi thì rất là nhiều người gọi thì chị gọi không có được đó. Thì cũng nhà muốn là chứ là chị cũng bận, đôi khi là chị muốn gọi tranh thủ liền để mà chị liên hệ và chị đặt hàng ủng hộ chị Hồng Loan xong á, thì chị còn những cái công việc riêng của chị nữa, thì nhờ Hậu Nhân qua Nhân Quảnh cũng như là mua cho gặp được anh chị trong shop liên hệ nhanh hơn. Thì đó thì cũng như vậy thì Hậu Nhân cũng qua bển và nói chuyện với mọi người bên bển xong rồi liên hệ và làm việc rất là nhanh chóng. Thì song song đây á, Hậu Nhân cũng thông báo cho cả nhà thêm một cái tin. Thì nếu mà cả nhà đang mua hàng ủng hộ chị Hồng Loan á, mà gọi điện thoại mà đôi khi mà gọi không được á, hay là gọi bận hoài, thì cả nhà mình có thể là như thế này, hai cách. Cách đầu tiên á, thì cả nhà mình hãy gọi vào số điện thoại 1958 1987, thì gọi mà nếu không được á, thì cả nhà mình thì có nhắn tin muốn mua hàng gì đó, nhắn tin muốn mua hàng cần gọi lại đó, thì shop sẽ chủ động gọi điện thoại xong rồi thì kiểm tra máy lại thì sẽ gọi lại cho tất cả cô chú anh chị mình. Còn cái thứ hai, cả nhà muốn nhanh hơn nữa thì hãy gọi vào số điện thoại của những anh em YouTube trước nhà chị Hồng Loan, số điện thoại của Hậu Nhân đó. Hậu Nhân thì trước hội Hậu Nhân thì cả nhà bấm vô kênh của Hậu Nhân, thì dưới cái kênh thì Hậu Nhân có để số điện thoại luôn, thì cả nhà mình hãy gọi vào số điện thoại đó thì Hậu Nhân sẽ trực tiếp và làm việc với cả nhà luôn và làm nhanh nhất có thể để giúp đỡ cả nhà mình mua những sản phẩm của chị Hồng Loan đó, thì Hậu Nhân sẽ giúp đỡ hoàn toàn, giúp đỡ hết đó. Có thể giúp được cái gì cho cô chú bác ở xa thì Hậu Nhân sẽ hết lòng để cho cô chú anh chị mình có thể mua hàng nhanh nhất và sớm nhất đó, để mà thời gian sau có nhà mình có thể làm những công việc riêng của nhà. Dạ dạ thật sự đó, nếu mà giúp được cô chú anh chị mình thì Hậu Nhân rất sẵn lòng, rất là mừng. Dạ thì video cũng khá là dài rồi, Hậu Nhân cũng rất mong được cô chú anh chị mình yêu thương hãy đăng ký ủng hộ kênh cũng như là like và bình luận ở bên dưới để kênh có sự tương tác nhiều hơn. Trong video Hậu Nhân có làm chỗ nào không đúng hay chỗ nào chưa hay, rất mong cô chú anh chị mình hãy bình luận bên dưới để Hậu Nhân khắc phục lại những cái nào mình làm sai và cái nào mình làm chưa đúng, hoặc để cải thiện mình càng ngày nó sẽ được hay hơn, để gửi đến những video chất lượng hơn, gửi đến với cô chú anh chị mình. Thì Hậu Nhân xin chân thành cảm ơn đại gia đình rất là nhiều.